Vâng, em xin chào các bác nha. Đấy, hôm nay em ghép cho các bác ở đây là con âm đi Kenwood DG1. Đấy, âm đi size đại của dàn đại với cả con Pioneer G710 dòng loa 2 bass của Pioneer nhá. Đấy. Thì con Pioneer này thì là em đang bán với giá là 2.250.000. Đấy. Còn con âm đi Kenwood này đang có giá bán là 1.390.000 nhá. Đấy. Con này đang đi ra khoảng 1.700.000. Nhưng mà ở đây này hơi bình ba một tí có thể không ạ? Đấy. Nên em bán rẻ là 1.400.000 nhá. Đấy. Thì bác nào mua hệ cho bên em nhá. Đấy. Âm đi vẫn hai bên đang lên bình thường này. Đấy. Em đang cắm đường áo phía trước nhá. Ở đằng sau nó sẽ có một hệ thống các đường cắm nữa này. Các bác có thể cắm đằng sau cho nó gọn được. Công suất của âm đi à, con này thì công suất là 90W điện 100V nhé. Đấy, 100V công suất 90W. Đấy, chạy một hình như chạy một con sò to ở đây này. Đây này nhá. Đấy, con này thì cho tiếng bass đánh rất là phần bass đánh khá là sâu mềm và chép rất là sáng như này. Được tin em lấy chồng. Lòng anh bộ này thì nghe nhạc vàng rất là hay mà rẻ. Đấy, 1.400.000 với lại 2.250.000 là có 3.650.000 thôi. Đấy, nghe rất là hay luôn. Còn đấy, các bác có thể kết nối điện thoại máy tính và kết nối TV smartphone của iPhone đều được nhá. Và ví dụ bác nào mà TV đó là dùng cái còn đâu mà trong cái đường quang nhưng mà không có đường tép thì các bác mua thêm cái giải mã là dùng được nhá. Đấy, một là bác nào chơi bình dân thì dùng các cái giải mã của X7, X-Biết khoảng hơn 1.000.000. Đấy, hoặc bác nào mà chơi kiểu mèng mèng một tí nữa thì có thể mua mấy cái bản giải mã bao diêm cũng được nhá. Tất nhiên giải mã bao diêm thì sẽ không bằng những cái bọn hơn 1.000.000 được, nhưng mà nói chung dùng cũng tạm ổn nhá. Đấy, không hay bằng bọn giải mã hơn 1.000.000 đâu, nhưng mà nó dùng cũng ok nhá. Khi nào hỏng để bỏ đấy, vứt cái bao diêm đi, mua cái bao diêm mới đấy. Tình duyên lìa hai lối, giờ em vui với đời, anh về lòng tê tái để rơi trong tim. Lòng anh buồn biết mấy, được tin em lấy chồng chẳng người từ đó anh còn thương tiếng khôn. Giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trong ngóng, đẹp duyên em với chồng đầy loa đây. Loa thì nói chung là nó còn khá là ok. Tuy nhiên là xung quanh nó sẽ có một vài cái hơi va chạm một tí nhá. Nó sẽ có một tí, không tránh được đâu. Con này sử dụng hai loa bass 16 và một tép nhá. Công suất của loa là 65W, chỉ bằng 6 ohm ra nhá. Chiều ngang của nó khoảng 20 này, sâu khoảng 23 này, cao khoảng đôi 4, khoảng hơn 50cm, khoảng 56-57cm nhé. Tha loa về đầy đủ cái cao hết này. Đấy. Cái này thì em đã có giới thiệu từ trước rồi, nên nó không có cái có gì phải giới thiệu lại nữa cả nhé. Các bác thích có thể xem lại clip trước nhé. Đấy. Đấy, cả bộ này giá nó là 3.650.000 nhé, bác nào mua hệ cho bên em nhé. Vâng.